Alamos. Rogan? Zokanta. Holmes. Zokanta. 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 Oklahoma. Zokanta. Donna E. Alamos. Zokanta. Zokanta. Alamos. Zokanta. Zokanta. Alamos. Zokanta. Oklahoma, Alamos, 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 alo. Và tôi quay trở lại với trận đi đấu thứ hai anh em ơi. Và cảm ơn anh Công Tuấn nhá. Cảm ơn anh đã vừa gửi tặng 75 sao cho BB. Và hôm nay không quay quân anh ơi. Và lịch thi đấu ngày mai có rồi, lịch thi đấu giải ngày mai có rồi anh em nhá. Và anh em hôm nay anh em sẽ hãy truy cập vào trang các trang nhóm VC chăm sóc khách hàng cũng như BB Club chăm sóc khách hàng. Chúng ta sẽ có lịch để ngày mai. Đó nhờ với anh em khán giả theo dõi trên kênh sóng của BB và Vên Lớp thì hôm nay em sẽ thông báo lịch của hai clan. Đó, 18 giờ thì ngày mai thì Hà Nội sẽ gặp BB Club nha. 18 giờ ngày mai thì Hà Nội sẽ gặp BB Club. Đang hai bên sẽ bắt đầu những trận thi đấu đầu tiên ở trong giải đấu có tên là Lục Hùng Tranh Bá. Đó, rất mong tất cả anh em ta sẽ cùng và cổ vũ các game thủ. Cảm ơn anh Thắng Văn Trần nhá. Mai có giải anh em ạ. Mai có giải nhá. Vào 10 giờ thì Nghệ An gặp Sài Gòn này, 14 giờ thì SBS gặp Thái Bình và 18 giờ thì Hà Nội gặp BB Club. Và đó chính là 3 lượt trận thi đấu ngày mai của các game thủ và mình nghĩ là ngày mai ta sẽ rất ít những kèo đấu giao hữu. Mai chắc chắn sẽ không có kèo giao hữu nhiều. Các game thủ sẽ dành sức để có thể đánh giải. Bên mình đánh vào lúc 18 giờ thì khả năng là sáng và chiều chắc là vẫn có kèo đấy. Em nghĩ là như thế. Khả năng sáng cũng sẽ có những kèo đấu nội bộ cho anh em chờ đợi. Làm cái kèo nội bộ và coi như là test tay để ngày mai xúc giải luôn. Ui ôi, một bài đấu xe của thủ Vên Lớp cánh bên này đang gặp và một con đôi sư tử. Không sao, dù sao thì Candy Seng thì cũng đỡ hơn là những cái bài đấu dân 50 mất thực. Đó, mất một dân của game thủ Seng thì nói chung là cũng ảnh hưởng, nhưng mà cái thế ảnh hưởng gọi là không quá nhiều thôi. Đặc biệt là cái thời điểm phút thứ 6, lúc cái dân tầm 18-19 như này rồi. Đây màn hình máy của thủ VV. Một bài đấu mà Egypt Seng đối đầu với Pan Seng. Vâng, theo anh em thì đánh giá thì cặp nào mạnh hơn anh em ơi? Không biết theo anh em đánh giá thì cặp đấu của Pan Seng nhờ Seng Egypt thì anh em thích chọn cặp nào hơn ạ? Vâng, tranh Quốc Cường nhờ. Vâng, giải 44 cũng như là giải 22 anh em ơi. Giải có tên là Lục Hùng Tranh 3. Anh em có thể truy cập VC chăm sóc khách hàng cũng như là BB Club chăm sóc khách hàng nhá. Chúng ta sẽ có rất nhiều bài đăng để anh em cập nhật thông tin giải đấu. Đó, cảm ơn em rất nhiều nhá. Ây à, cẩn thận nha. Đó, tranh Hữu Vũ nha, chơi cả anh em. Và vào đây màn hình máy của game thủ Vên Lớp nào. Ok, tranh Phúc Nhậm Trần nhá, tranh Hà Húc bên Hồng Anh khỏe hơn, bên Bi dễ đánh hơn à. Và tranh Điểm Tin Kiệu Sông. Ở một bài đấu mà Seng Egypt đều với Pan Seng thì nói cho là bên kia có hệ là phũ và đột biến hơn ở trường 322. Còn đánh bền thì bên mình lại tươi hơn. Đánh bền thì ra có con Seng thì mặc định là Seng trong map này đánh chém rồi. Và Egypt cầm cung nếu như đánh kiểu hệ trì thì con Seng cũng hệ phát triển và con cung rời Egypt nó sẽ khỏe hơn con cung rời Seng bên kia. Thì bên kia Seng gì thì gì cũng sẽ chuyển về cung thẳng hoặc là kiểu gì có cung thôi. Đây là bài đấu Vên Lớp 25-1. Rồi xin chào 1000 anh em đang theo dõi kèo đấu nhá. Và xin chúc tất cả anh em có một buổi tối 20 tháng 10 vui vẻ nhá. Chúc tất cả anh em cũng như là chúc tất cả các chị, những người yêu của anh em theo dõi kèo đấu một 20 tháng 10 là vui vẻ và ấm áp. Đó, hôm nay không biết có anh em nhiều tặng đang xong việc chưa. 1000 anh em xứng đáng tiên thần ở trong buổi thổi đấu ngày hôm nay. Và anh em nghe tiếng hựa là. Và anh em nghe tiếng hựa anh em. Và như vậy đây là Gunny.
Thằng Gunny cũng vừa có một tân 7 con giò xuống và hướng bãi vàng của game thủ Phen Lộc. Ok, chào anh lính bà em nhá, chào anh Hoàng Vũ, chào cả anh em nhá. Đó, chào anh Văn Thanh. Rồi, bài đầu đã lên 3, hóa 3 rồi cho thủ Babylon rồi. Bên kia thủ Gunny là người đã hóa 3 mà hiện tại vừa nãy gặp con giò thủ Gunny chạy qua đây nhưng mà không thấy Gunny đâu rồi. Mất hình luôn, một bê thủ dành cho game thủ về lâu cánh bên này và đem máy của BB. Đó, tham lai của game thủ mùa 3 là 27/32, bài đấu 26 dân của BB hiện tại thì vẫn đang chưa mất gì cả. Nhưng mà cẩn thận, Tamiyan sẽ thả ngay tân đầu tiên khi mà sen của lớp là người thủ P. Rồi, bắt đầu có giò rồi, giò Gunny đang tạt qua đây. Một tân T đứng trên dốc và thêm 2 E nữa là game thủ BB sẽ cơ cấu kín nhà của mình. Thêm một chiếc nhà BA, như vậy là BB quyết định làm thêm BA, BA thứ 3 thôi. Rồi, như vậy là nhà game thủ BB đã kín. Và lớp bên này thì cũng là bài đầu kín nhà và thủ P. Nào, xin con lạc đà tươi luôn. Xin lạc đà tươi luôn. Ê ơi, đời, may quá. Vâng, quả đấy mà Gunny quay lại chém thì khả năng là một tân phù đen rồi. Nếu như quả đấy game thủ Gunny chém luôn thì khả năng game thủ Vên Lâu sẽ không lấy được con lạc đầu tiên. Rất hay. Hôm nay 70/27/40. Một bài đầu sen vẫn đang là khá ổn áp và đặc biệt chúng ta vừa lấy được con lạc đà đầu tiên của game thủ Gunny luôn. Vâng, đây là màn hình máy của game thủ màu 3. Bồi á thứ 4 dành cho game thủ Hồng Anh, xin lỗi anh em. Không biết có phải 4A cho Hồng Anh đâu nhỉ, đây là 4A Egypt và vẫn nguyên nhà luôn. Và ở một thế là cân cung R cân 4A bắt đều như này thì con Egypt sẽ khỏe hơn so với con sen một chút. Nếu như chúng ta cân số lượng, họ sẽ lấy số lượng và mình sẽ là chất lượng. Và chỉ cần 93 máu đã khỏe hơn con sen khi mà lên đầu máu rồi. Đây là máy của thủ về lớp, timeline 29/40. Một timeline vẫn đang là tươi cho lớp. Và bên kia hai game thủ đội bạn đang quyết định đẩy sang ở cánh lớp tờ này và BB là người sang đấy thủ. Đây chỉ là hai tân cung R thôi, hình như 6 con này, hình như 3A sao. Điều rằng có phải là một tân 3A đến từ game thủ anh không? Thấy 6 cung R ở đây. Đó, đây là BB timeline 46/56. Một tuần cứu giá là rất chuẩn chỉ dành cho BB. Bên kia Gunny là bài đầu. Thời điểm đầu tiên Gunny không có quá nhiều sát thương, nhưng mà để ban nguyên nhà thì tí nữa chúng ta sẽ phải đối đầu với những cái vóc lạc đà của Gunny. Không biết là Gunny có đánh một bài kiểu 2L mà không bánh xe không. Rồi, một tình huống xích lại. Và bên trong nhà mình thì vẫn đang có một con lạc đà của thủ Gunny bên trong. Rất nhiều lạc đà 30 gram rồi. Cùng rồi Egypt giao 2. Rồi còn lạc đà bên trong nhà như không có nhiều sát thương. 52/72 hôm nay cái thủ BB và đây là lớp. Vâng, 33/40. Vâng, lớp hôm nay có cái tần giữ tam và nở tam cực kỳ mắc cái W. Bài đầu tham lai 33 2L đến từ game thủ Gunny, đến từ game thủ về lớp rồi. Đây là một thế đấu cùng của hai game thủ. Rồi, 4 game thủ đã quyết định chọn luôn cái điểm này là điểm thi đấu. Lớp đang vừa đảo vừa chém và Gunny cũng đang như vậy ở trong tuần này. Cùng giờ Egypt, lạc đà họ chỉ đảo tít hơn thôi. Rồi, hết sạch lạc đà cho Gunny. Gunny chính thức hết lạc đà tuần vừa rồi. Và bây giờ chỉ còn những con cùng giờ Egypt nhiều thôi. Rồi, chỉ còn 3 lạc đà của Gunny, những con lạc đà thương binh. Và tuần này xô vào khả năng Hồng Anh cũng gãy luôn. Rồi, thừa thắng xông lên không? Rồi, thừa thắng xông lên. Xuất hiện đường đã đẩy đến nhà game thủ Hồng Anh rồi. Vâng, 51/84 là thằng này của game thủ BB và đây là game thủ về lớp, thằng này 30. Vâng, lớp đang 2L bắt đều và vẫn đang vâng sụt thẳng vào nhà Hồng Anh và chém. Vâng, dí thẳng vào nhà Hồng Anh luôn và đang quay trở máy BB. Từ nhà không biết lạc đà của đội bạn đã những con lạc đà chém 4 chưa. Có mấy con phù của game thủ Pamian đang ở đây. Vài con phù của game thủ Pamian. Đông nhờ, cùng giờ xe họ đông thế rồi.
Có như vậy đấu xong tuần vừa rồi thì game thủ Hồng Anh tự dưng lại thấy nhiều cung R và mình cũng nằm hết tuần vừa rồi. Không biết là game thủ, không biết là Gandhi đã lên thì chém 4 được chưa mà vừa rồi cảm giác là bạn chém giáp vậy. Và như vậy là một tí vàng đánh cho game thủ Rồng BB để em có thể lên cho mình cái giáp 4. Ảo thật. Vâng, nhằng nhằng một tuần ở nhà game thủ Hồng Anh cũng thấy mình sạch hết quân. Và bây giờ thì bạn đang bắt đầu đẩy ngược lại game thủ gì. Chúng ta vừa mới kích cái giáp 4 vào thôi. Vâng, Hồng Anh đang rất đông quân thời điểm này. BB đang cố gắng vừa bắn vừa chạy để có thể ăn nhiều cung R nhất có thể. Không biết là game thủ Parmesan chém 4 được chưa. Rồi Lop cũng đang đến. Lop tháo này 35/48. Và nếu như mắc binh nhất thì BB sẽ thêm cái đầu máu là tuyệt vời. Đánh thế trận lâu dài như này thì con Ezip nó rất chi. Không biết có làm tí BC và làm tí BC, ok, nhưng mà Lop là người bơm vàng cho game thủ vào BB để có thể lên luôn cái đầu máu luôn. Làm tí vàng để lên cho mình cái đầu máu. Thằng này 52, hiện tại game thủ BB đang cần thêm cái BC. Đã đóng được 6 BA rồi. Nó có chậm lại một tuần đợi đầu máu hay không? Đợi đầu máu đang rất khắc bọt trước những con cung rửa xe. Còn đầu máu và 6 A bắt đều. Lạc đà của hai game thủ cũng đang cực kỳ đông ở trong tuần này. BB để ý nhanh kích đầu máu nhá. Rồi kích đầu máu, ok, đợi một chút. Bây giờ cố gắng để bắt thêm hai con lạc đà nữa, cần thủ Gandhi trong này. Đợi lên 106 máu rất khác biệt, một trận đấu cực kỳ căng. Rồi xin gửi chào đến 1.800 anh em đang theo dõi kẻ đầu trên kênh sóng của BB nhá. Rồi hy vọng anh em có thể thả một tuần comment để cổ vũ hai game thủ trong trận này không anh em ơi. Rồi xin chào gần 2.000 anh em nhá. Lớp 40/48. Rồi như vậy là đội bạn đang muốn đẩy lấy tham lai thủ về lớp tuần này, nhưng mà cái số lượng lạc đà như này, lạc đà là đông như giòi và anh Lớp có làm cái chém 4 cho nó phũ phàng không anh? Những con lạc đà ra, những con lạc đà giáp 4. Rồi tuần này game thủ Hồng Anh đứng tựa dốc. Hơi tiếc một chút tuần này những con lạc đà của game thủ về lớp đang không phải những con lạc đà chém 4. Còn Hồng Anh đang đi một tuần tương đối lỗ. Một bài đấu Hồng Anh không lấy được nhà game thủ về lớp và đang nằm lại một cái cung R. Và BB có đẩy thẳng luôn không? Như vậy BB đã có đầu máu. Trước đấy của Hồng Anh là người đã mất sạch một kích cung R rồi, nhưng mà lạc đà của Pamian cẩn thận đằng sau nhá. Và BB để ý đằng sau lạc đà của Pan. Vừa rồi là mình bắt được cung R được bạn thôi, nhưng mà nhà Pan của Gunny chưa mất gì nhiều. Bây giờ cái dốc này khó chịu nhỉ. Vâng, để ý chạy khoanh gỗ một chút nhá. Vâng, Gunny đang lọt vào nhà mình một tôn. Vâng, hơi mất tay một chút. Lớp cũng đang ở đây nhưng mà BB đang bị mất tay trong nhà. /49/100. Vâng, một cái thế phát triển là cực khỏe đến từ con xe của Hồng Anh. Vâng, bắn đi bắn về bao nhiêu rồi cung R vẫn cực kỳ đông thằng này của BB 50. Và vừa rồi game thủ Gunny lò vào trong nhà mình cũng làm cho game thủ Hồng, game thủ BB cũng khá đau đấy. Vừa mất tay như là vừa mất dân gỗ. Khi mà dân mình là dân 50 thực. Vâng, đây là máy thủ về lớp, thằng này 34/52. Vậy là lên giáp 4. Vẫn chỉ là giáp 4 thôi, không biết tham lai như nào. /112. Vâng, cơ cấu lại những cái tân dân tại mỏ gỗ của mình để có thể sản những con cung R đều thôi. Vâng, đánh một thế trận lâu dài, Hồng Anh đang vắt khá đều quân. Rồi 6 nhà BA và như vậy đối phương đang đẩy lại BB một tôn. Vâng, Lớp 39 rồi, như vậy là Lớp vừa như đi khoáng một tân ruộng đủ Gunny thì vậy.
Rồi đây máy của thủ BB có cất thủ được không đây? Khả năng tuần này anh Lớp phải xuất hiện thì mới có thể đỡ được. Còn tuần này không có Lớp thì khả năng là đỡ được cái gì? Vâng, đây là Lớp. Rồi như vậy game thủ bên Lớp quyết định cố gắng để cho BB thủ nhà và anh sẽ là người đi khoáng game thủ không anh? Cố lên, cố lên. Đang là người tách được khoanh gỗ như là đang thả để có thể chém khoanh ruộng của cái thủ Hồng Anh. Đây là BB cung lừa Egypt. Rồi như vậy là bên này thì game thủ BB chính thức thủ được nhà rồi. Rồi như vậy là Hồng Anh là người đi sai. Vâng, một trận đấu là đấu quân liên tục dành cho bốn game thủ. Và tỷ số là 2-0 dành cho anh thủ BB chúng ta trong trận đấu này. Giờ đây một bài đấu chém cũng rất khỏe từ bên Lâm và một bài đấu dẻo đến từ game thủ BB. Đúng thế luôn, một thế game thủ bên Lâm là người cầm chém và game thủ BB là người cầm chủ lực trong map này. Quá hay rồi anh em ơi. Chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu được gọi là chung kết dành cho Hồng Anh và Gunny. Quả đấy tưởng